Hôm nay Lu làm món KFC ngon nhất nách tại nhà rồi sau đó lại uống đốt mỡ vào để giảm cân mọi người ơi. Lu mua cái bịch này ở shop Hàn Quốc nè để cho nó chiên xù đó mọi người. Sau đó thì Lu trộn cái này là uh, sữa nè, bột mì nè, uh, trứng nè, rồi uh, một tí muối xong rồi lu cho gà vào gà thì lu làm phi lê mọi người nha chứ lu không có muốn làm gà có xương á trẻ em với lại tây nó không có ăn được đó lu nhúng gà vào cho nó dính dính với lại uh, sữa với lại trứng gà đó sau đó thì uh, phụ bột hàn quốc lên mọi người nha lu cho riêng và ra một cái chén xong rồi lu chút xíu lu cho chiên dần thôi còn cái bột dư thì lu chiên ra nè lu dùng cái nồi chiên này siêu tiện luôn. Trời ơi, nhanh gọn lẹ mọi người ạ. À. Cho vào cái 4 phút là xong. Ôi ngon nhức nách. Lu ăn giòn giòn xong rồi lu kẹp với lại salad á. Kia gà bên trong á, nó ngọt lắm mọi người, xong rồi bên ngoài thì giòn. Mình làm ở nhà, mình làm ăn như vậy rất là ngon và nó sạch sẽ nữa, kẹp với salad xong rồi lu cho cái um, tương ớt chinsu vô nè ăn bắt lắm mọi người ạ à, nhưng mà ăn nhiều thì sợ mập nên lu chỉ ăn gà với salad vậy thôi chứ lu không có ăn thêm cơm hay tinh bột gì nữa cái miếng bột dư lu chiên lên ăn cũng hay hay á nhưng mà lu ăn một miếng nhỏ thôi không có ăn nhiều sợ mập nha sau đó thì lu uống cái đề tóc đốt mỡ ha thì đề để, để tóc đốt mỡ này thì mình uống trong bữa ăn mình đang ăn trưa như vậy á thì mình lấy ra mình uống một ống nha mọi người nha một hộp đốt mỡ của Pháp này có 7 ống thì Lu bữa giờ uống 3 hộp rồi mà Lu uống một hộp sau đó Lu ngừng xong rồi sau đó Lu lại mua Lu uống tiếp mình đổ vào cái ly nước á xong rồi mình uống thôi mọi người cái vị của nó thanh thanh ngọt nhẹ thơm nói chung rất là dễ uống rất là thích luôn uống cái này bị nghiền đó mọi người nó có vị cam dứa mọi người ạ, à, uống rất là thích. Uống xong lại ăn. <laughs> cái hành trình giảm cân của Lu không biết khi nào mới thành công mọi người ơi, nhưng mà ngon quá cứ ăn cái đã tính sau ha. Rồi video tới đây là dài rồi, bye bye các tình yêu, bizu bizu.